Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn SimMT ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu, mình xin chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và cảm ơn tất cả mọi người, các quý công ty đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Mình là Quang Trấn Hùng, hiện tại đang là Application Engineer ở Festo Việt Nam. Đến với chương trình ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách set up record list trên bộ SimMT. Tính năng record list cho phép bộ SimMT có thể điều khiển động cơ motor servo chạy mà không cần đến BOC. Sau đây xin mời các bạn theo dõi. Bộ demo case mình sử dụng để làm video hướng dẫn này thì ở video hôm nay mình đã mô tả demo case này rất kỹ, cho nên ở đây mình chỉ nói sơ qua. Mình có bộ motor controller SimMT để điều khiển động cơ AC servo này. Động cơ AC servo sẽ được nối với trục điện thông qua cái ISO kit. Trên cái trục điện này mình sẽ có hai cái bracket để gắn hai cái sensor này, chính là hai cái sensor hành trình. Các bạn muốn hiểu rõ thêm về cái bộ demo này có thể tìm video hướng dẫn homing. Bây giờ mình sẽ trình bày các bạn về tính năng record list của bộ SimMT. Thì record list cho phép SimMT điều khiển động cơ servo mà không cần sử dụng đến BOC. Record list phải được cấu hình để tự động bắt đầu sau khi mà động cơ được kích hoạt qua chân enable. Để mà cấu hình record list thì mình sẽ sử dụng phần mềm là Festo Automation Suite này. Thì các bước là mình sẽ kết nối Festo Automation Suite với SimMT, sau đó vào phần Access và chọn Record List. Record List cho phép mình điều khiển động cơ theo các tính năng là điều khiển vị trí, điều khiển vận tốc, điều khiển torque theo một giá trị cho trước, hoặc điều khiển vị trí, vận tốc, torque theo tín hiệu analog thì thường là biến trở, và một số tính năng khác kể cả homing. Nếu các bạn có thắc mắc về các tính năng khác của record list trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể gửi mail đến mail support mình đã để ở comment. Thì lấy ví dụ với một tính năng điều khiển vị trí, record list cho phép mình set up các thông số như là vị trí cần đi đến, vận tốc trong quá trình đi đến vị trí đó, gia tốc, giảm tốc, jerk và vận tốc của động cơ sau khi đã đạt được vị trí yêu cầu. Đây là giao diện sau khi mình đã đặt các dòng lệnh. Thì các dòng lệnh mình đã đặt sẽ được thể hiện dưới dạng là các thẻ như thế này. Đây là dòng lệnh thứ nhất và đây là dòng lệnh thứ hai. Ở mỗi dòng lệnh mình đều có thể thấy được các thông số mình đã cài đặt như là vị trí cần đi đến, vận tốc, gia tốc, giảm tốc. Ở dòng lệnh này mình đang sử dụng tính năng là điều khiển vị trí. Và mình hoàn toàn có thể sửa dòng lệnh đã đặt ra này bằng cách nhấp vào cây bút chì ở đây. Ở trong Festo Automation Suite thì cho phép mình đặt điều khiển chuyển giao giữa các dòng lệnh. Ví dụ như ở đây là chuyển giao từ dòng lệnh thứ nhất sang dòng lệnh thứ hai. Thì mình sẽ cài đặt ở ô này. Điều khiển chuyển giao cũng rất là đa dạng. Thì mình có thể là chuyển từ dòng lệnh 1 sang dòng lệnh 2 sau khi đã đạt được vị trí, hoặc vận tốc, hoặc torque, hoặc đã hoàn thành cái dòng lệnh này, hoặc là đã đợi một khoảng thời gian, hoặc là đọc một input đầu vào nào đó. Cũng như các bạn có thể gửi mail đến cho mình ở mail support nếu như các bạn có thắc mắc về các điều kiện đây. Thì sau khi mình đã đặt điều kiện sẽ hiện ra cũng ở dưới dạng thanh thẻ nhỏ, như là số 2 nhỏ đây. Đây chính là điều kiện để chuyển giao từ dòng 1 sang dòng 2. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình SimMT để chạy record list sau khi được khởi động và kích hoạt. Trước tiên mình kết nối SimMT với Festo Automation Suite. Thứ hai là mình sẽ chọn parameter list. Thứ ba là mình sẽ tìm cái nhóm Controller Enable Group này và mình thay đổi hai hành ghi Controller Enable Selection và Controller Enable Operating Mode. Đây là hai địa chỉ của hai hành ghi. Nếu việc tìm kiếm hai hành ghi này trong giao diện này khó, các bạn có thể gõ cái tên này hoặc là gõ cái địa chỉ hành ghi này vào cái mục này để tìm dễ dàng hơn. Ở hành ghi Controller Enable Selection, các bạn sẽ đổi thành IO and Fieldbus hoặc IO. Ở hành ghi Controller Enable
Recording Mode, các bạn có thể chọn Start Record Table để CMMT chạy Record List sau khi đã được kích hoạt. Việc kích hoạt bộ CMMT này sẽ nằm ở chân số 3 của cụm IOX1A. Thì nếu như có tín hiệu 24V thì chân này sẽ được kích hoạt và theo cài đặt bộ CMMT sẽ tự động chạy record list. Ngoài cái chân 3 này thì mình cũng cần phải quan tâm tới các chân IO khác như là chân 15 hoặc chân 16, đó là cái chân output. Thì hai chân output này mình có thể cấu hình nó trong cái record list để nó xuất sung ra. Ở cụm if1c mình cũng có một số chân output để xuất sung ra khi mà cần thiết, như là chân pin 1 và một số chân input khác để mà mình đọc tín hiệu vào để mà mình cấu hình cái record list của mình. Và sau đây là video hướng dẫn của mình về cách setup record list này. Mình sẽ kết nối CMMT với Festo Automation Suite và mình vào record list. Ở đây mình đã có một số record list trước đó cho nên mình sẽ xóa nó trước và làm lại từ đầu để các bạn dễ theo dõi. Ở đây mình sẽ chọn Homing trước. Sau đó thì mình mới bắt đầu đưa các lệnh điều khiển vị trí vào. Cho động cơ chạy 3 vị trí, sau đó trở về vị trí ban đầu và tiếp tục homing lại. Và ở đây mình sẽ đặt điều kiện để chuyển từ lệnh này sang các lệnh khác. Ở dòng lệnh cuối này mình sẽ đặt điều kiện để nó trở về lệnh ban đầu để quay lại cái lệnh homing và tiếp tục lại quá trình lặp đi lặp lại. Sau khi cài đặt xong rồi mình nhớ store để CMMT lưu lại cái lệnh này. Và sau đây là phần chạy thử. Như các bạn thấy là con chuột sẽ tự động homing, sau đó mới chạy 3 vị trí và trở về vị trí đầu tiên và tiếp tục lại quá trình homing. Ở đây mình sẽ làm một cái trace để biết được trạng thái, vận tốc, vị trí động cơ. Thì cái này chỉ là mình làm ví dụ để các bạn coi thêm về cái tính năng biểu đồ này thôi. Còn để nói sâu chi tiết về cái biểu đồ này thì mình sẽ có thêm một video khác. Đây là biểu đồ nó lưu lại các thông số như vận tốc, sai lệch vận tốc và sai lệch vị trí.
hướng dẫn xong các bạn cách setup record list và cũng như kết thúc bộ 3 video về hướng dẫn homing soft limit record list. Qua 3 video này mình hy vọng các bạn có thể hiểu được các tính năng cơ bản cũng như cái cách cấu hình số thông số của soft limit homing và cách setup record list cơ bản để có thể sử dụng được bộ CMMT. Thì ngoài video của mình ra, các bạn có thể tham khảo thêm về hướng dẫn cài đặt Festo Automation Suite hoặc hướng dẫn cấu hình các thông số cơ bản của bộ CMMT IS này. Hai đường link video này mình sẽ để ở phần comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn thành công.